Tôi muốn giới thiệu tổng quan về các cái hãng sản xuất về lắp xe. Thì trên thị trường về lắp xe hiện nay khá phổ biến của thị trường Việt Nam đó là cái hãng của Interface này. Cái hãng Interface này là chuyên về sản xuất thiết bị liên quan đến cảm biến lực từ lắp xe cho đến là lò nguyên từ là cái hãng thứ hai mà có mặt ở thị trường Việt Nam phổ biến trong ngành công nghiệp nặng đó là cái hãng Uticel. Tất cả các hãng này thì đều có đầy đủ sản phẩm với các range khác nhau, các hình dạng khác nhau, các chủng loại lắp xe khác nhau và đủ để cover tất cả các thị trường. Đây là hãng Uticel. Đây tôi cầm hai loại bay đi xèo và xèo với cái bên là 10 tấn và xe này có thể chịu được 10 tấn. Loạt xe của Interface này thì chịu được 10 tấn. Một hãng sản phẩm khác vào thị trường Việt Nam cũng khá lâu đến từ Nhật Bản đó là hãng Unipool. Cái hãng Unipool này thì chuyên về các dòng sản phẩm lắp xe nhưng mà có lên nhỏ, lên to họ cũng có, tức là họ chủ yếu trong cái công nghệ về lắp ráp, về chế tạo bán dẫn và linh kiện, còn công nghiệp nào thì họ cũng có. Đây là của Unipool Nhật Bản. Thì đi kèm với lắp xe thì thường sẽ phải có cái thiết bị hiển thị và đọc dữ liệu, như là truyền dữ liệu, là control dữ liệu. Thì các bạn thấy ở đây là một cái lắp xe indicator hay lắp xe controller của hãng ID Nhật Bản. Hãng ID này là nổi tiếng ở trên thị trường với các dòng cân điện tử, cân để bàn. Nó lại khá là mạnh và phổ biến về trong sản phẩm của Unipool. Và như chúng ta thấy thì Unipool là sản xuất về lắp xe và bản thân họ cũng sẽ có cái indicator và có cái controller để đọc tín hiệu của lắp xe bằng cách đấu nối của nó. Thế này thì ở đây chúng ta có thể để cân lên đây, để bật cân lên đây, đây thì tác động của cái bộ indicator này nó sẽ cho biết cái giá trị cân nặng khối lượng là bao nhiêu, hình kéo lực nén của lắp xe chủ là bao nhiêu, cũng như các điều kiện còn tồn ra. Đây là một bộ của AMD. Trên thị trường hiện nay thì ngoài những cái hãng chúng ta thấy thì mà còn hãng Bosch của AMD, hãng GMB của Đức, Interface rồi, ok, Pamovity của Ý. Sư Phạm đã vào đây sử dụng.